Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Giới truyền thông Pháp mới đây đã có bài viết ca ngợi sự hiện diện của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở vùng vịnh Ba Tư, đang kiềm chân cả khu vực này. Đây là những bài viết đề cập đến tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng USS Florida, SSGN 728 ở Trung Đông. Bài viết trên ấn phẩm của Air and cho biết, tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng SSGN của hải đội Mỹ mang tên USS Florida SSGN-728 gần đây đã được điều tới hoạt động ở vùng vịnh Ba Tư với mục đích chủ yếu không có gì khác hơn là để kiềm chế Iran trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel Hamas đang ngày càng căng thẳng. USS Florida là một trong bốn tàu ngầm lớp Ohio có lượng giãn nước gần 19.000 tấn đây là lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hay còn gọi là tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN, được cải tiến để chờ lực lượng đặc biệt và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trên bộ. Như đã chỉ ra trong bài viết của Air and Cosmos, thay vì các ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm SLBM Trident 2 D5, tàu ngầm được trang bị ít nhất 154 tên lửa hành trình Tomahawk, giúp chuyển nó từ lớp SSBN sang lớp SSGN. Giới chuyên gia quân sự giải thích rằng, bên trong 4 chiếc tàu ngầm lớp này được hoán cải có thể chứa 66 binh sĩ lực lượng đặc biệt. Ngoài ra tàu ngầm hạt nhân còn được trang bị 18 ngư lôi chống hạm, được phóng bằng 4 ống phóng. Tầm bay của tên lửa UGM-109E Tomahawk TLAM Block 4 là 1.600 km, giúp tàu ngầm ở Vịnh Ba Tư cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông chặn đứng những ý đồ gây hấn ở khu vực này để hỗ trợ cho Israel trong cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hamas của Palestine. Một số hình ảnh tàu ngầm được Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ đăng tải khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Astiani kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy lệnh ngừng bắn và cáo buộc Mỹ có liên quan về mặt quân sự trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tăng cường các hoạt động ngoại giao bằng chuyến công du Trung Đông. Sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực với việc điều hai tàu sân bay, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford lớn nhất thế giới tới phía đông địa Trung Hải, cùng với nhiều máy bay có thể tiến hành các cuộc không kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này vừa phát hiện và đánh chặn tên lửa R-360 Neptune của Ukraine hướng tới Crimea trên Biển Đen. Trước đó, ngày 29 tháng 8, quân đội Nga cũng bắn hạ một quả tên lửa Neptune. Ukraine được cho là đã chỉnh sửa tên lửa Neptune trong năm 2023 để hỗ trợ vai trò tấn công mặt đất. Hồi cuối tháng 8, một số phương tiện truyền thông Ukraine và các tài khoản mạng xã hội X nói rằng tên lửa này đã bắn trúng hệ thống phòng không S-400 trai ầm của Nga ở Crimea. Tuy nhiên, bằng chứng video có chủ đích về cuộc tấn công đã nhanh chóng bị các chuyên gia quân sự vạch trần sau đó. Năm 2022, Ukraine tuyên bố hai tên lửa Neptune đã được sử dụng để tấn công tàu tuần dương mang tên lửa Moscow của Nga. Dù thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine, nhưng quân đội Nga tỏ ra nghi ngờ về phiên bản Neptune và tuyên bố lý do xoáy hạm của hạm đội Biển Đen bị hư hại là do kho đạn trên tàu phát nổ sau khi xảy ra hỏa hoạn. Vậy vũ khí thần kỳ Neptune của Ukraine là gì? Andrei Koskin, đại tá đã nghỉ hưu và chuyên gia tại Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự Nga nói với Sputnik. R-360 Neptune là tên lửa chống hạ tầm thấp cận âm của Ukraine. Nó được thiết kế để tiêu diệt các tàu có lượng dãn dạ nước lên tới 5.000 tấn cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Neptune được phát triển cách đây rất lâu và được tạo ra trên cơ sở tên lửa X-35 của Liên Xô. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi nó được phát triển sau sự kiện đảo chính tháng 2 năm 2014. Ukraine bắt đầu nghiên cứu tên lửa này khá kỹ lưỡng. Nó đã được đưa vào sử dụng ở Ukraine vào khoảng năm 2020. Ông Kotkin chỉ ra rằng tầm bắn tối đa của tên lửa Neptune là khoảng 280 km. Điều quan trọng nhất là ở giai đoạn cuối, nó bay ở tầm cao từ 3 đến 10 m, điều này tăng khả năng tồn tại lên đáng kể. Đồng thời, khi động cơ duy trì của tên lửa hoạt động, tầm cao khoảng 300 m khiến tên lửa dễ bị các hệ thống phòng không đánh chặn. Ông Kotkin nhấn mạnh các hệ thống phòng không của Nga được cấu hình khá tốt để đánh chặn những tên lửa như vậy. Các tổ hợp như S-300, S-400 có thể đánh chặn Neptune. Ngay cả Bắc M-2 và Bắc M-3 cũng rất hiệu quả khi chống lại những tên lửa này. Theo đại tá đã nghỉ hưu của Nga, mặc dù các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây nhận định tên lửa Neptune như một vũ khí mạnh mẽ để chống lại Nga, cho rằng nó có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu cách xa, chẳng hạn như Moscow nhưng thực tế hiệu quả của nó đã bị thổi phồng. Đầu tiên, ông lưu ý rằng dù tên lửa có được sửa đổi tốt đến đâu thì nó vẫn chỉ là vũ khí của quá khứ. Thứ hai, Ukraine không có đủ cơ sở để sản xuất hàng loạt loại tên lửa này. Theo ông, Ukraine có thể đủ tiềm năng kinh tế, nhưng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của nước này đang ở trong tình trạng tồi tệ. Bên cạnh đó, Kiev cần rất nhiều thời gian, kinh phí và nỗ lực để bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa Neptune cải tiến mấu chốt của vấn đề là quân đội nga liên tục tiến hành trinh sát kỹ thuật chúng tôi xác định tất cả các căn cứ và trung tâm dùng để chế tạo hoặc hiện đại hóa một số loại vũ khí và phá hủy các căn cứ đó vì vậy ukraine không có cơ hội để khởi động sản xuất một cách tư tốn tập hợp các chuyên gia phù hợp và nguồn lực phù hợp để chuẩn bị và sản xuất theo ông kotkin có khả năng ukraine sở hữu số lượng lớn tên lửa neptune ông kotkin nói có thể giả định rằng họ có một tổ hợp theo cấu trúc tiêu chuẩn bao gồm 6 bệ phóng và một trạm chỉ huy, phương tiện vận tải, phương tiện bốc rỡ. Theo ước tính của ông, Ukraine hiện có thể chỉ có 10 tên lửa Neptune, thậm chí không đến. Chuyên gia này cho rằng, rất có thể tên lửa Neptune được để dành cho những mục đích nhất định liên quan đến một số hành động nhất định. Nghĩa là họ có khả năng phóng một quả tên lửa mỗi lần để đánh trúng mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga. Đây có lẽ là mục đích sử dụng tên lửa Neptune nếu Ukraine vẫn còn chúng trong tương lai vị đại tá đã nghỉ hưu dự đoán rằng tên lửa neptune sẽ được sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng của nga các doanh nghiệp quốc phòng có thể là một số nhà máy chế biến nhằm đạt được hiệu quả quảng bá tốt nhất có thể về loại vũ khí này ukraine dường như đang cần những chiến thắng mới trong bối cảnh cuộc phản công được nhiều người mong đợi của kiev không đạt được thành quả như kỳ vọng và xu hướng mệt mỏi với ukraine đã trở nên rõ ràng đặc biệt là trong bối cảnh xung đột israel hamas đang diễn ra các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu gần đây đã chuyển trọng tâm sang Trung Đông thay vì tập trung vào Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục chống lại Nga. Theo các chuyên gia quốc tế, trong những điều kiện này, các cuộc tấn công mới của Ukraine có thể xảy ra, tương tự như các cuộc tấn công trước đây vào cầu Crimea, các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi cảnh trực thăng chiến đấu K-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp. Trong clip này, trực thăng Nga K-52 đã phóng tên lửa có dẫn đường lẫn loại không dẫn đường vào các mục tiêu Ukraine. Đầu tiên, phi công kiểm tra máy bay và hệ thống tên lửa bên hông máy bay, sau đó máy bay cất cánh giữa đêm. Kế đó là cảnh tượng khu vực tác chiến được nhìn, có lẽ là qua kính nhìn đêm của phi công. Bên đội trực thăng gồm khoảng 3 chiếc. Sau khi phát hiện mục tiêu, có lẽ là một xe thiết giáp hoặc xe tăng Ukraine đang ẩn sau một dạng cây. Phi công bấm nút trên cần lái, quả tên lửa nhanh chóng lao đi và đánh trúng mục tiêu. Sau đó, một cụm khói đen bốc lên, trùm lên mục tiêu. Trực thăng tấn công K-52, biệt danh cá sấu, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường và phối hợp các cuộc không kích. Tuy nhiên, trực thăng này cũng có năng lực tấn công công sự và phá hủy xe tăng đối phương bằng các loại tên lửa xuyên giáp trước đó bộ quốc phòng nga công bố video cho thấy máy bay không người lái uav của nước này tập kích binh sĩ và nhắm mục tiêu vào thiết giáp của ukraine tại khu vực bắc mút ở phần đầu tiên của video máy bay không người lái của nga xuất kích từ một địa điểm không xác định trong một khu rừng sau đó nhanh chóng truy tìm và hạ gục thiết giáp của ukraine ở phần thứ hai uav đã thả thuốc nổ vào một vị trí có binh sĩ của đối phương sau khi nhận thông tin về mục tiêu theo bộ quốc phòng nga UAV của nước này một lần nữa thể hiện khả năng chiến đấu tại Bắc Mút khi tìm kiếm và bắn hạ mục tiêu một cách hiệu quả. Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng UAV nhắm vào các loại vũ khí, căn cứ quân sự và nơi tập kết binh sĩ của Ukraine. Theo giới phân tích, hiệu quả của các máy bay không người lái Nga, đặc biệt trong việc xác định và vô hiệu hóa các mục tiêu có giá trị, là bằng chứng cho thấy Nga có sự chuyển đổi lớn trong cách tiếp cận đối với một cuộc xung đột hiện đại. Các máy bay không người lái của nước này ngày càng được tích hợp các công nghệ tinh vi, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo để gia tăng hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định, động thái an toàn nhất cho Ukraine trong một cuộc xung đột tiêu hao với Nga là chuyển về phòng thủ, đồng thời buộc Moscow phải tiêu hao lực lượng và trang thiết bị. Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí để tiến hành cuộc phản công mùa hè, được cho là đang thay đổi tình hình chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Sau khi chỉ tiến được một vài km trong suốt những tháng qua ở phía Nam, trong những ngày gần đây, lữ đoàn này đang chiến đấu để đối phó với cuộc tấn công của Nga nhằm vào một thành phố công nghiệp nhỏ ở phía Đông. Sự dịch chuyển của lữ đoàn 47 từ tấn công sang phòng thủ đã phản ánh một giai đoạn mới của xung đột khi các chỉ huy cấp cao của Ukraine thừa nhận cuộc phản công không đạt được tiến triển như mong muốn. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Tướng Valery Zaluzny đã miêu tả tình trạng giao tranh đang chứng lại trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Economist, đồng thời đánh giá có thể sẽ không có đột phá đáng kể. Các quan chức Nga coi sự dịch chuyển trên là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang trên cơ và đặt cược vào một cuộc xung đột kéo dài. Theo các quan chức Ukraine, trong khi Tổng thống Putin chuyển hướng nền kinh tế sang thời chiến và triển khai hơn 400.000 binh lính ở Ukraine, thì Kiev chủ yếu phụ thuộc vào hỗ trợ vũ khí và tài chính từ phương Tây vốn đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Hiện nay, Nga đang tập trung quanh các thành phố nhỏ như Kupian ở phía đông bắc và Adipka ở phía đông. Các lực lượng của Moscow đã đạt được một số thành quả nhỏ trong nỗ lực bao vây thành phố Adipka, trong đó có việc nắm giữ một số tuyến đường sắt ở vùng ngoại ô Tây Bắc. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng đang chật vật trong các cuộc giao tranh hiện nay. Một binh lính thuộc Lữ đoàn 47 cho biết họ thiếu đạn dược và lực lượng, đồng nghĩa với việc xe bọc thép và các phi công điều khiển UAV đôi khi sẽ được triển khai tới các vị trí trên tiền tuyến một quan chức cấp cao nato nhận định nga thiếu nguồn lực để tiến hành cuộc tấn công lớn trong năm nay và ukraine có lẽ giữ lợi thế giao tranh trong mùa đông này bởi họ cho thấy khả năng di động lớn hơn tuy nhiên bất chấp việc được phương tây huấn luyện và trang bị vũ khí cho cuộc phản công các lực lượng của ukraine không thể đạt được mục tiêu xuyên thủng phòng tuyến nga và tiến đến bờ biển azov mặc dù cả hai bên đều tuyên bố muốn hòa bình nhưng các cuộc đàm phán không thể diễn ra khi nga kiên định với mục tiêu ban đầu và ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ do moscow kiểm soát các quan chức ukraine thừa nhận một cuộc xung đột kéo dài sẽ có lợi cho nga